Đàn sao Việt chia buồn khi bà nội của Thúy Ngân qua đời. Tối ngày 7 tháng 7, diễn viên Thúy Ngân bất ngờ thay đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân. Bức ảnh nền đen chứ trắng thông báo sự ra đi của người thân trong gia đình cô. Con chào nội, nội đi mạnh khỏe, con thương nội. Trên Instagram, Thúy Ngân bày tỏ tâm sự và những điều cô còn tiếc nuối vì chưa kịp thực hiện thì nội đã ra đi. Trời đêm nay mưa mà sao nhiều sao sáng lắm con hứa đưa nội đi du lịch con chưa kịp làm bên cạnh đó nữ diễn viên cũng nhắn nhủ hứa hẹn sẽ đền đáp bằng những nội lực trong công việc để thành công như những gì nội cô mong muốn từ cháu nội yên tâm ở trên đó nội muốn đi đâu cũng được con tin nội sẽ hạnh diện khi thấy cháu gái làm được nhiều điều nội mong đợi dưới phần bình luận của bài đăng nhiều sao viện như Lê Dương Bảo Lâm, đạo diễn đoàn nhất trung Ngô Kiến Huy đã bày tỏ sự tiếc thương, những đồng nghiệp gửi lời chia buồn đến nữ diễn viên cây táo nở hoa, mong cô sẽ mạnh mẽ vượt qua nỗi buồn này. Bên cạnh các nghệ sĩ nổi tiếng, người hâm mộ Thúy Ngân có hành động chia buồn tương tự. Một số bình luận liên quan: Thương chị xin chia buồn cùng gia đình chị ạ. À chia buồn cùng gia đình chị chị nhớ giữ gìn sức khỏe xin chia buồn cùng gia đình chị cầu chúc cho nội của chị ra đi thanh thản và siêu thoát em xin phép chia buồn cùng chị và gia đình ạ à. chị cố gắng lên nhé thương chị có lẽ trong lúc còn bối rối bận rộn khi phải lo tang lẽ của người thân trong gia đình thúy ngân nhắn nhủ em xin phép chưa trả lời được hết tin nhắn của cả nhà em rất cảm ơn cả nhà đã gửi lời chúc bình an đến nội em Nội em đã an tâm đi rồi. Cô thể hiện sự biết ơn bằng cách canh thủ gửi lời, cảm ơn từng dòng bình luận của các đồng nghiệp. Thời gian gần đây, Thúy Ngân đang được nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng khi góp mặt trong bộ phim Cây Táo Nở Hoa. Cô vào vai nhân vật Châu, anh chị em, vốn có tính tình chăm chỉ, ngoan ngoãn. Châu được anh cả đầu tư ăn học tử tế nhất và từ đó cô cũng có công việc ổn định hỗ trợ gánh vác kinh tế gia đình. Bên cạnh dự án phim, Thúy Ngân cũng tham gia chương trình truyền hình tế có tên Chạy đi chờ chi, Mặc dù game show chưa phát sóng chính thức Tuy nhiên, người hâm mộ đã rất mong đợi Trong sự xuất hiện lần này của người đẹp Hiện tại Thúy Ngân đang nhận được nhiều sự lời chia buồn từ phía bạn bè đồng nghiệp Hy vọng rằng nữ diễn viên và gia đình có thể nhanh chóng vượt qua những mất mát Lo chu toàn tang lễ trong bốn cảnh dịch có những diễn biến khó lường